Hiện nay, chăn nuôi gà công nghiệp đang phát triển, đem lại khối lượng lớn sản phẩm trứng và thịt, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của xã hội. Thế nhưng, đối với phần đông bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long, do điều kiện ít vốn, lại thiếu kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi công nghiệp, nên chủ yếu chăn nuôi gà thả lan để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, mang lại nguồn thu nhập nho nhỏ trên mảnh vườn của gia đình. Bên cạnh đó, thì hiếu của người tiêu dùng ở địa phương lại chuộng những con gà được chăn thả tự nhiên, do thịt của nó có hương vị thơm ngon và có độ dai phù hợp. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới của ngành chăn nuôi, bà con nông dân có thể tạo được hiệu quả đáng kể từ mô hình chăn nuôi theo tập quán của mình. Nuôi gà thả vườn muốn đạt được hiệu quả kinh tế thì một trong những vấn đề cần được quan tâm trước tiên là việc chọn con giống phù hợp. Hiện nay, tùy theo mục đích chăn nuôi khác nhau mà trong thực tế có nhiều giống gà được đưa vào nuôi thả vườn như gà tàu vàng, gà ta vàng, gà nòi, gà tre, gà ác, gà tam hoàng, gà lương phượng, vân vân. Trong số này, nếu nuôi lấy thịt thì gà tàu vàng được xem là thích hợp hơn cả do sức tăng trọng khá, đạt bình quân từ 1,2 đến 1,5 sau 12 đến 14 tuần tuổi và giá cả thường ổn định vào khoảng 20.000 đồng một ký, cao hơn khá nhiều so với những giống gà khác. Và nếu nuôi để phát triển gà giống thì gà tàu vàng có thể cho năng suất mỗi năm từ 120 đến 150 trứng trên một con mái. Để đảm bảo hiệu quả chăn nuôi, tuy là gà thả vườn nhưng việc cất chuồng trại phải được quan tâm. Vị trí cất chuồng phải là nơi cao ráo nên chuồng cần phải được đổ cao hơn xung quanh để không bị động nước và ẩm mốc. Nên chọn hướng đông nam để tránh được mưa bão, đồng thời sử dụng được ánh nắng buổi sáng có tác dụng diệt khuẩn, hong khô chuồng và cung cấp thêm vitamin D cần thiết cho sự sinh trưởng và hấp thu khoáng của cơ thể gà. Do điều kiện đất đai, nếu phải làm chuồng theo hướng khác thì phải tạo điều kiện che chắn bớt những yếu tố bất lợi của tự nhiên như mưa bão, gió lạnh lùa và ánh nắng gai gắt sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn gà. Bà con cũng có thể làm chuồng trên mặt mương để tận dụng phân gà nuôi cá, hình thành mô hình VAC kết hợp. Trong suốt quá trình nuôi từ khi gà con mới nở cho đến khi xuất chuồng từ 12 đến 14 tuần tuổi, sự phát triển của gà được chia làm hai giai đoạn, bao gồm giai đoạn nuôi ấm và giai đoạn nuôi thịt. Do điều kiện khí hậu tương đối nóng, nhiệt độ ẩm độ cao nên ở giai đoạn đầu bà con thường nuôi gà trong lồng ấm để phòng gà bị nhiễm bệnh. Đáy lồng cách mặt đất cỡ chừng 40cm và nhất thiết phải được làm bằng lưới để phân gà không động lại gây ô nhiễm. Xung quanh chuồng và nắp chuồng thì bà con có thể dùng những vật liệu tre nứa. Diện tích 1 mét vuông lồng tốt nhất là ấm từ 20 đến 30 con gà con. Gà con, cái quá trình nuôi ấm là một cái quá trình phải nói rằng hết sức quan trọng. Vì bệnh tật thường diễn ra đối với nó nhiều là ở cái giai đoạn này. Và chính vì như vậy cho nên ở cái giai đoạn này, cái đầu tư của người chăn nuôi vô là nhiều nhất. Và chúng ta không nên đưa nó ra nuôi trong cái điều kiện chăn nuôi tự nhiên ở cái giai đoạn này. Vì cái tác động của nó, của tự nhiên đối với nó rất nhiều. Chính vì vậy cho nên nó có thể bị cái hao hụt cao. Chính vì vậy để tăng cái đề kháng lên để tỷ lệ hao hụt ít. Vì vậy cho nên chúng tôi thường khuyến khích cái giai đoạn nuôi ấm trong mọi trường hợp là chúng ta nên ấm nhốt ở trong chuồng. Khi mà nó có cái sức khỏe tương đối phù hợp thì khi đó chúng ta hãy đưa ra thả vườn. Giai đoạn nuôi ấm trên lồng thường kéo dài một tháng. Để có được đàn gà con đạt yêu cầu đưa ra thả vườn, việc quan trọng và trước tiên là bà con phải chọn được những con giống khỏe mạnh. Theo kinh nghiệm của nhiều người thì con giống được gọi là tốt phải đáp ứng được 4 yêu cầu sau đây.
Vấn đề đầu tiên tôi phải nói đó là chúng ta quan sát trên ngoại hình để xem cái kết cấu của cái bộ lông của nó như thế nào, vì cái cấu trúc của cái bộ lông nó đánh giá được cái quá trình người ta ấp trứng ra sao. Thế thì cái yêu cầu của chúng tôi là gì? Là cái bộ lông phải khô và xốp. Cái bộ lông xốp nó nói lên điều gì? Nó nói lên rằng cái con gà đó nó nở được tự nhiên. Còn trong trường hợp cái bộ lông nó khô nhưng nó không xốp, bị dính bết ở chỗ nào đó, thì thông thường nó rớt trong cái trường hợp là trong cái quá trình ấp trứng thì cái người ấp có một số cái trục trặc trong quá trình ấp, tạo ra một cái hiện tượng mà nông dân chúng ta thường gọi là trứng bị sát. Cái thứ hai tôi nghĩ nó cũng quan trọng, nó liên quan tới cái mức độ tiêu thụ thức ăn, đó là cái bụng của con gà. Cái bụng của con gà thì cái bụng của con gà chúng ta quan sát hai vấn đề. Cái thứ nhất xem cái bụng của nó lớn hay nhỏ. Cái thứ hai nữa là chúng ta xem cái rúng của nó như thế nào. Yêu cầu là rúng phải nhỏ, gọn và rúng khô. Không bao giờ chúng ta nên bắt cái con gà con mà rúng hở. Những con đó đưa về nuôi nó sẽ có cái hiện tượng nhiễm trùng rúng, và như vậy nâng cái tỷ lệ hao hụt trong chăn nuôi lên cao. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ nó khá quan trọng, đó là gì? Là chúng ta xem cái lỗ huyệt của nó như thế nào. Đối với con gia cầm thì chúng ta gọi là lỗ huyệt, nhưng mà ở trên con động vật có vú thì chúng ta gọi nó là cái lỗ hậu môn. Cái lỗ hậu môn của cái con động vật có vú và lỗ huyệt ở con gia cầm nó thể hiện rằng cái sức hấp thu như thế nào, nó có bị nhiễm một số cái bệnh đường ruột hay không. Tôi nói ví dụ như những cái trứng đó nó được xuất phát, những con gà con nó được xuất phát từ những cái trứng mà nó bị nhiễm cái bệnh người ta gọi là cái salmonella, tức là cái bệnh thương hàn, thì thường khi nở ra nó kéo theo một cái hiện tượng là tiêu chảy ngay từ những ngày đầu, đi ra phân trắng, và trong chuyên môn chúng ta còn có thể gọi nó là cái bệnh bạch lỵ. Và khi bị như vậy thì cái phân trắng đi ra nó dính bếp lại cái lỗ huyệt và nó dính ở xung quanh cái lỗ hậu môn, và những con này cái khả năng sống của nó thường không vượt quá là một tuần lễ đầu tiên. Chính vì vậy cho nên chúng ta không nên chọn. Cái thứ tư nữa chúng ta cần lưu ý khi tuyển chọn gà con, đó là chúng ta xem nó có bị dị tật hay không. Ví dụ những trường hợp như thế này gọi là bị dị tật, mỏ của nó bị trẹo. Cái thứ hai, bàn chân đi ở những cái thế đứng không bình thường. Ví dụ nó có những cái thế đứng hình chữ O quẹo vô và thế đứng hình chữ X quẹo ra. Những con như vậy thì trong quá trình mà nó vận động, thường cái thế đi nó không vững chắc, vì vậy té, vì vậy tranh giành thức ăn không được, vì vậy thường là nó hay bị còi đẹp ở trong đàn. Ngoài việc chọn lựa con giống theo 4 yêu cầu nêu trên, để đảm bảo gà con có thể trạng tốt, thì bà con chúng ta cần phải tuân thủ quy trình sát trùng lồng ấm và chuồng trại. Thuốc sát trùng dùng trong chăn nuôi hiện nay có nhiều loại được bày bán ở cửa hàng thú y. Bà con có thể mua loại nào cũng được, miễn sao sử dụng đúng với liều lượng khuyến cáo ghi trên vỏ bao bì. Sau khi chúng ta sát trùng lồng xong, chúng ta để cho lồng khô và chúng ta chuẩn bị mấy bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta bắt đầu chuẩn bị đèn ốm. Cứ 1 mét vuông diện tích chúng ta có thể sử dụng một cái bóng đèn 75W. Trong trường hợp mà bà con nông dân chúng ta ở một số vùng xa mà chúng ta không có điện kéo về tới nơi, thì trong trường hợp mà chúng ta ốm, chúng ta có thể sử dụng, có thể thay thế cái bóng đèn. Ví dụ như chúng ta sử dụng đèn bão, bà con chúng ta biết đèn bão rồi đó, chứ không nên sử dụng cái đèn dầu ở nhà. Tại sao? Tại vì đèn dầu ở nhà nếu chúng ta để lên trên cái sàn của lồng thì gà nó chạy tới chạy lui, nó dễ làm đổ. Chúng ta sử dụng đèn bão mới có một cái thuận lợi là mình có thể treo lên được, thay vì chúng ta treo cái bóng đèn. Rồi trong những cái lúc mà về ban đêm chẳng hạn, ví dụ như khi nó quá lạnh, đèn bão cũng không đủ nhiệt, thì chúng ta có thể sử dụng thêm than để ở dưới đáy và sử dụng thêm cái nguồn nhiệt đó để ủng cho gà. Sau khi chúng ta chuẩn bị cái bóng đèn xong thì chúng ta sẽ trải giấy báo lên sàn lồng. Và giấy báo, tôi khuyến khích giấy báo là tại sao vậy? Là tại vì cái giấy báo ấy, nó có thể có cái khả năng hút ẩm tốt. Và không nên sử dụng mấy cái loại, ví dụ như bao xi măng, ví dụ như chúng ta sử dụng giấy giấy họa báo mà trơn, những cái giấy như vậy không tốt. Tại sao? Cái họa báo vì là cái bề mặt nó quá trơn, chính vì vậy cho nên nếu chúng ta thả gà lên, gà nó đứng như thế trơn, chính vì thế nó không dám đứng dậy. Và tự nhiên nó không phải là cái dị tật bẩm sinh, mà dị tật mà do cái người chăn nuôi tạo ra. Thì như vậy những cái con đó khi mà tranh giành thức ăn không lại, vì vậy cho nên nó thường còi đẹp và lớn với cái tốc độ lớn không bình thường. Khi chuyển gà con từ lò ấp về cơ sở chăn nuôi, sau khi thả gà vào lồng ấm,
bà con nên cho gà uống nước ngay, vì trong quá trình vận chuyển, gà bị mất nước khá nhiều do thở và đi phân. Đồng thời để tạo được sức đề kháng cho gà, tốt nhất là bà con nên cho chúng uống nước có pha các loại thuốc theo liều lượng sau đây. Một là oxy tetraxylin với hàm lượng 1 gram trên 1 lít nước để diệt một số vi khuẩn có hại. Hai là vitamin C với hàm lượng 0,5 gram trên 1 lít nước nhằm mục đích nâng sức đề kháng cho gà thiệt tốt. Ba là đường gluco với hàm lượng 1 muỗng canh 1 lít nước để cung cấp thêm năng lượng cho gà con. Sau khi cho gà uống nước, bà con nên cho gà nghỉ ngơi 1 giờ nếu đường từ lò ấp về nhà gần, hoặc 2 giờ nếu đường xa trước khi cho chúng ăn. Thức ăn cho gà con trong 3 ngày đầu tiên là thức ăn năng lượng như tấm và bắp xay nhuyễn. Sang ngày thứ tư, chúng ta bắt đầu từ từ chuyển từ cái thức ăn năng lượng sang cái thức ăn hỗn hợp. Tôi nói chuyển từ từ có nghĩa là gì? Chúng ta tạo ra một cái loại thức ăn chuyển tiếp. Đó là lấy một phần cái thức ăn là bắp, một phần là thức ăn hỗn hợp. Hai cái loại thức ăn này chúng ta trộn đều lại với nhau để chúng ta làm thức ăn chuyển tiếp. Và như vậy thử sử dụng thức ăn này để tránh khi nó ăn thức ăn này chuyển sang thức ăn khác thì nó sẽ có một cái trạng thái là gây sốc đối với gà. Và như vậy thì cái tỷ lệ hao hụt sẽ cao. Một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý đó là gì? Là trước khi chúng ta chủng ngừa, vì chúng tôi thường suy nghĩ rằng ngày thứ tư này nên chủng ngừa cái bệnh dịch tả cho gà. Chính vì như vậy cho nên cái kháng sinh trong nước uống chúng ta nên bỏ đi, không nên sử dụng kháng sinh nữa, nhưng vẫn nên tiếp tục sử dụng cái vitamin và glico. Chiều mát của cái ngày tuổi thứ tư, chúng ta bắt đầu thực hiện cái quy trình chủng ngừa cho gà con. Và cái quy trình chủng ngừa đầu tiên này chúng ta sử dụng đó là chủng ngừa bệnh Newcastle, và trong dân ta thì thường gọi là bệnh dịch tả. Với cái bệnh dịch tả này thì thường là con gà nó đi phân không tốt. Ví dụ trong nhân dân ta thường nói nó đi phân cứt cò, nó có màu trắng đục như cái bột gạo mà chúng ta quậy ra, nó có pha lẫn một chút cái chất nhờn, đồng thời ấy, là nó có pha một ít cái màu xanh, xanh như là cái xanh lá cây già. Thì như vậy á, là nếu mà bị nhiễm bệnh này, nó là cái bệnh do virus tạo ra. Chính vì vậy cho nên nếu chúng ta không phòng ngừa thì ở giai đoạn sau có cái khả năng sẽ bị nhiễm. Và trong cái điều kiện tiểu khí hậu như ở vùng ta thì khả năng nhiễm bệnh này rất là cao. Vì vậy cho nên tốt nhất để phòng ngừa thì nên sử dụng vaccine. Vậy thì cái loại vaccine mà của Việt Nam chúng ta chế lâu nay tôi cho rằng rất tốt, cái hiệu quả rất cao. Để vaccine phát huy hiệu quả, ngoài việc bảo quản lạnh và tránh bị ánh sáng tác động trên đường đưa thuốc chủng ngừa dịch tả về nhà, bà con nên chủng ngừa vào buổi chiều mát. Đối với hộ bà con nuôi dưới 100 con, nên sử dụng vaccine nội để tránh lãng phí do không thể bảo quản lượng thuốc còn lại sau khi sử dụng. Thường nếu pha một chai 100 liều với 10cc nước sinh lý mặn, thì bà con có thể nhỏ mắt và nhỏ mũi mỗi con được 3 giọt. Sau khi nhỏ xong chúng ta vẫn tiếp tục cho nó uống vitamin thì điều này là rất tốt rồi. Rồi sang tới ngày tuổi thứ bảy, các ngày tôi nói là ngày tuổi thứ bảy thì như vậy cũng có nghĩa là các cái ngày còn lại từ ngày thứ tư cho từ ngày thứ năm cho đến ngày thứ sáu thì chúng ta vẫn phải chăm sóc bình thường. Ví dụ chúng ta pha nước uống cho nó, chúng ta làm vệ sinh, chúng ta cho nó ăn, thì hàng ngày chúng ta vẫn làm như vậy. Và chúng ta cho nó uống thì chúng ta nên pha nước uống một ngày 3 lần, tạo cái nước sạch cho nó, thì như vậy là sức khỏe nó mới tốt. Sang ngày tuổi thứ bảy, một cái loại bệnh thứ hai mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên đưa vào cái quy trình đó là bệnh Gunduro. Bệnh Gunduro nó là một cái loại bệnh mà khi nhiễm nó làm giảm cái đề kháng của con gà, và khi giảm đề kháng thì con gà nó có thể mắc một số những cái loại bệnh nào đó mà nó gặp bất kỳ, và như vậy thì cái tỷ lệ hao hụt lên cao. Và đối với bệnh này thì thường tỷ lệ hao hụt lên đến 70-80%. Và trước đây ấy, thì bệnh này thường là bắt đầu từ 4 tuần tuổi, nhưng thưa rằng hiện tại bây giờ nó không còn ở 4 tuần tuổi nữa, mà cái tuần tuổi thứ 2, tuần tuổi thứ 3 nó đã có cái khả năng nhiễm rồi. Và hiện tại bây giờ trong dân ta nhiều gia đình đã bị nhiễm ở tuần này. Chính vì vậy cho nên ở ngày tuổi thứ 7 chúng ta nên chủng ngừa bệnh Gunduro. Nhưng mà khi mà đã bị nhiễm cái bệnh Gunduro rồi đó, thì chúng ta chú ý là
tuyệt đối không nên sử dụng kháng sinh, mà đối với nó tốt nhất thì để có thể nâng đề kháng nó thì chúng ta nên đưa mấy cái loại như sau. Ví dụ nâng đề kháng bằng vitamin, ví dụ chúng ta cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể của nó, thì khi đó ấy, là nó bị mất nước, cho nó kích thích cho nó uống nước được nhiều. Và trong cái nước uống thì chúng ta có thể pha thêm vitamin, pha thêm đường đường glico đó, rồi chúng ta có thể là làm giảm thân nhiệt của nó bằng một số những cái loại thuốc hạ nhiệt, ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta pha vào thì sẽ tốt hơn là chúng ta đưa kháng sinh vào. Và khi nhỏ thì nhỏ bằng phương thức là cho uống, cho nên chúng ta nhỏ vào miệng cho nó để cho nó uống. Còn nếu như chúng ta nuôi với cái lượng quá đông thì chúng ta không thể làm được theo cái cách là bắt từng con nhỏ vào miệng, thì chúng ta có thể pha vào nước uống. Nhưng khi pha vào nước uống để cho nó uống tự do thì lưu ý là trước khi cho uống nên để cho nó nhịn khát. Phải để cho nó nhịn khát, thì khi mà chúng ta để cái máng có vaccine vào thì như vậy lập tức là nó sẽ khát quá cho nên nó mới uống. Còn nếu không thì là những con nó không khát, nó không uống, và đặc biệt là những con bị nhiễm bệnh rồi. Và sang ngày tuổi thứ 10, trong quy trình của chúng tôi có một cái loại bệnh tiếp theo. Cái bệnh này gọi là cái bệnh trái. Thì cái bệnh trái thì dân chúng ta thường gọi là bệnh đậu. Cũng chính vì vậy cho nên trên vaccine thì người ta gọi là vaccine đậu gà, nhưng mà trong chuyên môn thì tụi tôi thường gọi là bệnh trái. Bệnh này thì bà con chúng ta trong quá trình chăn nuôi mình không lưu ý để chủng thì gần như là bị nhiễm. Và cái thời gian nhiễm thì tôi thấy thường thường là bắt đầu vào tuần tuổi thứ 3, nếu không chủng là cái khả năng nhiễm bắt đầu có rồi đó. Và khi nó bị nhiễm bệnh thì chúng ta sẽ thấy gì? Ở tất cả những cái bộ phận trên cơ thể, những cái chỗ mà ít mọc lông nhất thì là những cái chỗ mà chúng ta thường dễ phát hiện được những cái hạt trái. Tôi nói ví dụ như ở trên cái mào, ví dụ như ở xung quanh gốc mỏ, ví dụ như ở cái mào tai, ví dụ như ở bàn chân, thì nó mọc lên những cái hạt giống như là bệnh trái đậu ở người ta, thì con gà nó cũng bị nhiễm y chang như vậy. Chủng bệnh trái, bà con cũng nên chủng vào buổi chiều mát. Nếu không có kim chủng trái, bà con có thể dùng kim máy may, nhưng điều quan trọng là phải sát trùng bằng nước sôi từ 5 đến 10 phút, rồi ngâm kim vào nước đá trước khi nhúng vào dung dịch vaccine đã pha. Nếu dùng kim máy may để chủng ngừa, bà con phải đâm xuyên qua cái lỗ kim may, sau đó rút lên và lặp lại như vậy lần thứ hai. Hết sức lưu ý là mũi thứ hai kế bên, chứ không được chồng lên mũi thứ nhất. Sau khi chúng ta đã chủng xong thì cỡ chừng 2 tuần lễ sau chúng ta nên kiểm tra lại cái vết chủng như thế nào. Nếu như chúng ta thấy cái vết chủng đó mà nó mưng lên thì như vậy cái chủng ngừa chúng ta mới có hiệu quả. Còn trong trường hợp nó không mưng lên, mưng đỏ lên, sưng tấy lên đó, thì cái trường hợp đó là vaccine không có hiệu quả. Thì có thể cái khả năng chúng ta phải lặp lại đó. Đó. Do đó chúng ta tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra lại. Tiếp theo trong cái quy trình chủng ngừa của chúng tôi thì thường là sang ngày tuổi thứ 21 chúng ta lặp lại cái bệnh dịch tả lần 2, tức là bệnh Newcastle, lặp lại lần 2. Và cái vaccine chúng ta sử dụng lúc này là nên sử dụng cái vaccine Lasota. Và với cái vaccine Lasota như thế này thì cái phương pháp tốt nhất là chúng ta nhỏ vào miệng, hay người ta còn gọi là cho uống. Và nếu như chúng ta nhỏ từng con thì chúng ta cũng pha y như lần đầu, thì chỉ có khác điều là bây giờ không phải nhỏ mắt nhỏ mũi, chúng ta nhỏ vào miệng của nó cho uống. Và cái vaccine Lasota này thì cái hiệu quả của nó, trong trường hợp là chúng ta bảo quản vaccine tốt đó, thì hiệu quả của vaccine nó có thể kéo dài trong vòng 3 tháng. Vậy khi nó kéo dài được trong vòng 3 tháng thì có cái khả năng là chúng ta không cần phải lặp lại nữa trong suốt cả cái quá trình nuôi để chúng ta xuất thịt. Thì vaccine này chúng ta sử dụng đơn giản chỉ có bấy nhiêu. Và cái thời điểm cuối cùng đó là 28 ngày tuổi. Ở 28 ngày tuổi này thì chúng ta nên lặp lại cái bệnh Gumboro lần 2. Và cái bệnh Gumboro lần 2 này chúng ta chủng ngừa cho nó cũng y giống y như là cái về phương thức ấy, thì giống y như là ở lần thứ nhất. Vì vậy cho nên đối với bà con chúng ta là ăn thua là chúng ta nhớ ngày để chúng ta thực hiện đúng quy trình, và như vậy chúng ta sẽ tương đối yên tâm về các cái loại bệnh.
giai đoạn mà chúng ta nuôi úng gà con ở trong chuồng nó chỉ kéo dài từ 1 cho đến 28 ngày. Thì ở cái ngày 28 sau khi chúng ta chủng ngừa cái bệnh gumboro xong, chúng ta nên để tồn tại con gà ở trên lồng cỡ chừng 2 đến 3 ngày. Để làm gì? Để cho nó tránh cái gây tác động, cái sự xáo trộn đối với nó quá nhiều từ ngày này sang ngày khác, mỗi ngày đều gây thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của gà. Sau 2-3 ngày đó thì chúng ta bắt đầu có thể tập cho nó ra vườn. Và khi chúng ta tập cho nó ra vườn thì theo cái quan điểm tốt nhất là gì? Là trước tiên chúng ta quay một cái chỗ nào đó mát, rồi sau đó chúng ta đem gà từ trên lồng chúng ta thả vào cái chỗ quay với một cái diện tích hẹp thôi. Tại nó đang ở trên diện tích hẹp mà chúng ta cho nó vào một cái diện tích quá rộng thì gây ra hiện tượng choáng về diện tích đối với con gà. Tự nhiên nó tụ vào nhau và nó đè nhau và gây ra chết. Do đó chúng ta cũng tạo ra một cái diện tích nó nhỏ như cái lồng, rồi thả nó xuống để nó một hai bữa cho nó quen với cái nền, rồi sau đó cái diện tích chúng ta nới từ từ rộng ra, nới dần dần, rồi sau đó đến khi nó quen chúng ta mới thả nó ra cái vườn mà chúng ta dự định thả. Nuôi gà thả vườn nhằm mục đích giảm bớt được chi phí do gà tận dụng những thức ăn có sẵn trong vườn. Do vậy món ăn chỉ treo trong chuồng nuôi, gà có thể ăn thêm vào buổi tối. Tuy chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương, nhưng bà con cần quan tâm cân đối các loại dinh dưỡng khi phối trộn thức ăn. Điều chú ý là thức ăn cho gà trong thứ 2 tháng đầu cần có nhiều đạm. Từ tháng thứ 3 trở đi thì lượng đạm có thể giảm dần. Công thức phối trộn thức ăn thường có tính cách tham khảo, tùy vật liệu tại chỗ mà gia giảm cho phù hợp, bảo đảm đủ dinh dưỡng với chi phí rẻ nhất. Nếu cái diện tích vườn chúng ta có càng rộng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, vì vườn càng rộng bao nhiêu thì cái lượng mồi mà gà có thể kiếm được càng nhiều. Đồng thời á, nếu như trong một số trường hợp nào đó bà con chúng ta muốn nuôi nhưng vườn không có nhiều, thì chúng ta nên suy nghĩ tối thiểu cái diện tích mà chúng ta tính phải có từ 0,5 thước vuông cho một đầu con. Thì như vậy nó mới tạo ra được một cái diện tích vận động nhất định, thì thịt của con gà nó mới săn, và như vậy thì mới đúng là cái nuôi thả vườn, và như vậy thì cái con gà khi chúng ta bán ra mới đạt được cái giá nó tương đối cao. Đó, thành ra diện tích nó cũng có mối quan hệ chặt chẽ đối với chi phí thức ăn, nó cũng có mối quan hệ chặt chẽ đối với cái chất lượng thịt mà cái người thu mua người ta mong muốn. Vậy thì có người nói này chứ, vậy trước khi tôi thả ra vườn chúng ta có cần làm vệ sinh gì cái vườn thả hay không? Thì tôi xin nói là như thế này, cái mô hình này thì bà con nông dân ở tỉnh Cần Thơ, một số vùng lân cận ở huyện Châu Thành nuôi cũng rất nhiều, và khi người ta nuôi đó thì người ta cũng đặt ra vấn đề này, và cuối cùng thì người ta thấy một cái kết quả, nếu cái vườn đó mà chúng ta dự định thả thì tốt nhất đừng bao giờ làm cỏ. Đừng bao giờ làm cỏ, chúng ta cứ để cỏ đó, rồi cỏ nó sẽ tạo ra côn trùng, ví dụ như cào cào châu chấu, ví dụ như trùng nằm ở trong đất, thì như vậy con gà nó sẽ tự đi kiếm lượm những cái đó. Đồng thời cỏ thì nó sẽ có những hạt cỏ, rồi nó có cỏ làm cái nguồn thức ăn xanh tốt cho nó, và tự động chúng ta không làm thì con gà nó cũng làm vườn giùm chúng ta. Thì nuôi gà thả vườn nó là một cái mô hình đơn giản, vì bà con nông dân chúng ta tận dụng những cái điều mà tự nhiên có, và trong suốt cả cái giai đoạn nuôi đó nên lưu ý là cái chuồng là chỗ tránh mưa tránh nắng, cho nên rất đáng ngại những cái thời điểm vào mùa mưa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì ở cái thời điểm vào mùa mưa vùng đồng bằng sông Cửu Long, nếu không có chỗ tránh mưa thì nó cũng dễ gây có hại đối với cái con gà thịt. Ở đồng bằng sông Cửu Long, mùa mưa kéo dài 4-5 tháng mỗi năm. Thời gian này nhiều bà con thu gọn chuồng trại hoặc nghỉ nuôi để nơi chăn thả không bị lầy lội, ô nhiễm, và cũng để tránh những bệnh nguy hiểm ở gà có thể xảy ra trong những lúc giao mùa mưa nắng. Ở mưa và mùa nắng như vậy á, thì một cái loại bệnh thường dễ gây đối với cái đàn gà thịt mà chúng ta nuôi thả vườn, ví dụ như bệnh tụ huyết trùng.
ví dụ như bệnh tụ huyết trùng chẳng hạn, thì trong dân chúng ta thường gọi là bệnh toi. Ở cái toi này nó có mấy cái thể, ví dụ như thể cấp tính thì nó chết liền, nhưng mà trong trường hợp ví dụ như nó là ở cái thể thường thì ở thể thường thì nó còn có biểu hiện ra bệnh thì chúng ta kiểm tra bệnh tích mới kiếm được, còn lại ở cái thể cấp tính chúng ta không thể kiểm tra. Chính vì vậy cho nên nên lưu ý sử dụng vaccine để chúng ta chủng ngừa, hoặc là chúng ta sử dụng một số những cái loại kháng sinh để cho nó uống để tránh cái nhiễm cái bệnh tụ huyết trùng ở thời điểm này. Và cái loại bệnh thứ hai nữa cũng do cái Ấn Độ lên cao, đây là một cái loại bệnh ký sinh trùng. Nó là một cái loại bệnh ký sinh trùng. Tôi nói ví dụ như đi ra phân xác, bà con nhân dân chúng ta nhìn thấy phân nó đi ra, cái nó sệt sệt như cái màu sô cô la đó, thì là bệnh đi phân xác. Nó là cái bệnh mà trong chuyên môn tụi tôi gọi là bệnh cầu trùng. Thì cái viêm nhiễm nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta nhìn thấy tức là cái manh tràng. Cái manh tràng nó sưng lên, nó tấy đỏ, rồi đó là do cái sự xuất huyết ở manh tràng. Và như vậy thì nó bào, từ từ nó bào mòn cái thành manh tràng, chính gây ra hiện tượng xuất huyết. Vì vậy cho nên cái máu mà nó bị xuất ra, nó lộn với cái phân đi ra, chúng ta mới nhìn thấy nó có cái màu sô-cô-la như vậy. Đó, như vậy cái này chúng ta cũng phải lưu ý cho nó uống ngừa trước cái giai đoạn bắt đầu giao mùa. Chủ động phòng ngừa bệnh trước mùa mưa là một trong những biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình chăn nuôi gà. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, bà con cần lưu ý trên những líp giường, lúc nuôi, lúc nghỉ, để cây cỏ có điều kiện bồi bổ, duy trì được nguồn thức ăn tự nhiên cho đàn gia cầm. Mô hình và kỹ thuật nuôi gà thả vườn nếu được ứng dụng tốt sẽ góp phần đáng kể vào việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống của bà con nông thôn.